khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Bài thuốc chữa mất ngủ bằng chuối xanh hiệu quả không ngừa. Chữa mất ngủ bằng chuối xanh là bài thuốc nổi tiếng được nhiều người bị mất ngủ tin dùng. Bài thuốc không chỉ đem lại hiệu quả, an toàn mà còn giúp hạn chế được việc lạm dụng thuốc ngủ, tác dụng phụ từ các sản phẩm Tây y. Tuy nhiên, việc áp dụng thế nào cho đúng và hiệu quả nhất không phải ai cũng hiểu đúng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết nhất để chữa mất ngủ hiệu quả từ chuối xanh. Vì sao chữa mất ngủ bằng chuối xanh lại có hiệu quả? Mất ngủ khiến người bệnh có cảm giác mệt mỏi, ị ỏi và thần trí không ổn định. Người bị mất ngủ chủ yếu tập trung ở đối tượng lớn tuổi, trung niên. Một số người trẻ thường xuyên làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực và stress kéo dài cũng có khả năng mắc bệnh mất ngủ. Mất ngủ là căn bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Không chỉ khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc tìm lại giấc ngủ tự nhiên, họ còn có biểu hiện ngủ không sâu giấc, hay ngủ lưng chừng, buồn ngủ vặt, trằn trọc, người mệt mỏi. Bệnh có thể kéo dài trong nhiều năm gây mất ngủ kinh niên, dẫn tới hậu quả khôn lường cho sức khỏe người bệnh như run tay chân, rối loạn nhịp tim, mất trí nhớ, đau nửa đầu, rối loạn tiền đình, v.v. Người bệnh thường tìm đến các biện pháp chữa mất ngủ từ mẹo dân gian với mong muốn cải thiện các triệu chứng mà không gây tác dụng phụ. Chuối xanh là nguyên liệu thường thấy trong các bài thuốc đông y chữa bệnh ngoài da như hắc lào, long ben, v.v. hoặc bệnh trĩ, dạ dày. Tuy nhiên, chuối xanh cũng đem lại những tác dụng không ngờ trong điều trị bệnh mất ngủ. Được đánh giá là loại quả chứa nhiều vitamin như C, B16, chuối xanh còn có rất nhiều dưỡng chất như kali, magie, mangan, tinh bột, chất xơ hỗn hợp, điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch và huyết áp, tiêu hóa. Đặc biệt, lượng serotonin dồi dào giúp dẫn truyền thần kinh hiệu quả, cải thiện chất lượng giấc ngủ rõ rệt. Cách sử dụng chuối xanh chữa mất ngủ. Có rất nhiều cách sử dụng chuối xanh chữa mất ngủ khác nhau. Tuy nhiên, không phải bất cứ bài thuốc nào cũng đem lại hiệu quả như nhau trên mọi cơ địa. Chính vì vậy, dựa vào thể trạng và đặc điểm bệnh, bạn nên lựa chọn cách áp dụng phù hợp hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia. Một số nguyên liệu khi kết hợp với chuối xanh có thể không phù hợp với cơ địa nhạy cảm của bệnh nhân. Dưới đây là một số các cách chữa mất ngủ bằng chuối xanh phổ biến. Bài thuốc chữa mất ngủ bằng chuối xanh và quế. Quế vốn có tính ấm, vị cay nên có hiệu quả lưu thông khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu tới các bộ phận nên có thể giúp tĩnh mạch, an thần, giải tỏa cảm giác đau đầu. Người bệnh có thể tham khảo cách sử dụng như sau. Nguyên liệu: chuối xanh 1 quả, bột quế 10g, nước sôi 600ml. Cách thực hiện: chuối xanh rửa sạch hết nhựa, đem cắt bỏ đầu đuôi và luộc với nước sôi. Duy trì lửa nhỏ trong vòng 15 phút để lấy dưỡng chất nhiều nhất có thể. Vớt chuối luộc ra, bỏ bột quế vào, hòa tan và sử dụng trước khi đi ngủ 1 tiếng. Kết hợp ăn chuối đã luộc để tăng cường hiệu quả. Chữa mất ngủ bằng mật ong kết hợp với chuối xanh. Mật ong là nguyên liệu có tính kháng khuẩn cao, vị ấm, ngọt dịu, giúp thư giãn thần kinh tốt, giảm căng thẳng mệt mỏi. Chuối xanh khi kết hợp với mật ong không chỉ giúp tối ưu hiệu quả điều trị mất ngủ mà còn cải thiện được hương vị so với các bài thuốc khác, phù hợp với nhiều đối tượng người bệnh. Nguyên liệu: mật ong 2 thìa cà phê, chuối xanh 1 quả. Cách thực hiện: lựa chọn chuối xanh, ngâm cho sạch nhựa, bỏ vỏ và thái lát mỏng. Phơi chuối xanh thái lát trong nhiều nắng và nghiền thành bột. Lưu ý trong quá trình phơi khô và bảo quản nên đặc biệt chú ý vệ sinh an toàn. Sau khi thu được thành quả bột mịn, người bệnh bảo quản trong lọ kín. Mỗi lần sử dụng, hòa một thìa cà phê với nước mật ong, uống hàng ngày, hạn chế sử dụng lúc đói.
phương pháp chữa bệnh mất ngủ từ trà chuối xanh. Cách làm này tuy phổ biến và dễ thực hiện, nhưng lại tương đối khó sử dụng, không thích hợp với những người mới áp dụng phương pháp này. Nguyên liệu: chuối xanh 1 quả. Cách thực hiện: làm sạch chuối, cắt bỏ hai đầu và phần nhựa, có thể ngâm qua nước muối để đảm bảo loại bỏ sạch chất bẩn. Luộc chuối với lửa nhỏ trong 15 đến 20 phút, tùy theo độ chín của chuối. Càng đun lâu, chuối sẽ ra nhiều dưỡng chất. Sử dụng phần nước uống hàng ngày thay trà. Lưu ý khi chữa mất ngủ bằng chuối xanh. Cũng như các bài thuốc chữa mất ngủ khác, khi sử dụng chuối xanh, người bệnh cần tuân thủ một số lưu ý quan trọng như sau. Ưu tiên sử dụng chuối xanh có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo, tìm hiểu và lựa chọn địa chỉ uy tín để hạn chế nguy cơ sử dụng hóa chất độc hại, làm biến đổi dược tính của chuối và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh khác. Bài thuốc chữa mất ngủ bằng chuối xanh chỉ có tác dụng hỗ trợ đối với mất ngủ giai đoạn đầu. Người bệnh mất ngủ kinh niên kèm theo các biểu hiện nghiêm trọng như đau đầu, mất trí nhớ, run tay chân cần đến thăm khám tại các cơ sở y tế hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia. Đối với bài thuốc kết hợp với quế, chống chỉ định dùng cho người cao huyết áp, bốc hỏa, gan thận hư âm. Đối tượng mất ngủ là phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, cần tham khảo qua ý kiến của chuyên gia, tránh áp dụng đại trà gây tác dụng phụ. Khi áp dụng bài thuốc trong thời gian dài, không ghi nhận các dấu hiệu cải thiện, người bệnh cần lựa chọn thay đổi phương pháp điều trị, không nên lạm dụng trong thời gian dài, khiến cơ thể tích tụ độc tố. Lời khuyên giúp phòng bệnh mất ngủ. Để bài thuốc chữa mất ngủ bằng chuối xanh phát huy tối đa hiệu quả, bên cạnh việc sử dụng đúng liều lượng, người bệnh cần xây dựng chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý. Mất ngủ đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa, người bệnh không nên chủ quan mà cần chủ động phòng ngừa thông qua các biện pháp như luyện tập thói quen ngủ đúng giờ, tốt nhất là trước 23 giờ và duy trì giấc ngủ kéo dài từ 7 đến 8 tiếng. Không sử dụng điện thoại 30 phút trước khi ngủ hoặc để các thiết bị điện tử quá gần. Các sóng điện từ, tần số cao có thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Bổ sung các thực phẩm có lợi như các loại cá, rau xanh, đậu xanh, mật ong hoặc các loại trà thảo dược hỗ trợ điều trị mất ngủ. Tránh xa các đồ uống có cồn, thức ăn dầu mỡ chiên rán nhiều hoặc chất kích thích như cà phê, thuốc lá. Hạn chế ăn đêm trước khi ngủ có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa trong cơ thể, khiến giấc ngủ chập chờn, không sâu giấc. Luyện tập các bộ môn hỗ trợ điều trị mất ngủ như ngồi thiền, yoga, không nên vận động quá mạnh trước khi ngủ. Bài thuốc chữa mất ngủ từ chuối xanh là cách chữa mẹo lành tính, phù hợp với nhiều đối tượng. Mong rằng qua video này, quý thính giả có thể rút ra kiến thức để áp dụng phù hợp bài thuốc này. Mất ngủ có thể diễn biến nhiều năm và để lại những hậu quả nặng nề cho sức khỏe. Người bệnh cần tránh tâm lý chủ quan, chủ động phòng ngừa và thăm khám tại các cơ sở uy tín. Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu của mất ngủ là cách tốt nhất để đẩy lùi căn bệnh này. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.